Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 104. Ông có thể biết trước 2 năm. Lão bệnh tử khổ, không có một người nào có thể tránh khỏi. Vấn đề là sau khi chết đi đến chỗ nào? Lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Nếu như người học Phật có chút khế nhập, có chút giác ngộ, cái khổ này nhất định có thể tránh khỏi. Chính tôi ngay ở trong đời này đã xem thấy mười mấy người khi vãng sanh không có bệnh, đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Những năm đầu khi Phật Quang Sơn mới khai sơn, lúc đó tôi dạy học ở Phật Quang Sơn, thôn Tướng Quân ở Đài Nam có một vị thái thái đứng mà vãng sanh. Những năm trước khi tôi nhắc lại việc này, còn có rất nhiều người biết đến việc này. Tôi nghe được người hàng xóm của bà nói với tôi, người hàng xóm của bà làm việc đã lâu ở Phật Quang Sơn. Ông nói với tôi chuyện này là thật, khuyên chúng tôi nỗ lực niệm Phật. Chúng tôi tiếp nhận lời dặn bảo của ông ấy. Ông ấy nói lão thái thái làm người rất tốt, không hiểu cái gì gọi là Phật, cái gì gọi là thần. Từ nhỏ đều cho thổ địa thần hoàng là Bồ Tát mà đi bái lại. Nơi nào có miếu thờ thì liền đến nơi đó. 3 năm trước, con trai của bà cưới vợ. Người con dâu này hiểu biết Phật Pháp, trong nhà thờ cúng một Phật đường, liền khuyên bà nên ở nhà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Lão thái thái thật nghe lời khuyên của con dâu, không còn ra bên ngoài tham gia hội miếu nữa, chỉ ở nhà niệm Phật, ở nhà lạy Phật chỉ có 3 năm. Ngày vãng sanh bà không hề nói, sợ sau khi nói ra rồi sẽ bị người ở trong nhà chướng ngại bà, sẽ không cho bà đi. Vậy thì phiền phức của bà rất lớn. Bà chỉ nói với con trai và con dâu rằng cơm tối các con hãy ăn trước, mẹ còn phải đi tắm. Bạn xem, chỉ có nói câu nói này, con trai và con dâu rất hiếu thuận. Mẹ cần đi tắm thì chờ một chút vậy. Kết quả đã đợi rất lâu, không thấy bà ra, bèn đi tìm bà. Bà thật có tắm qua, thế nhưng không có ở trong phòng. Rồi đến Phật đường để tìm, lão thái thái đứng ngay trong Phật đường, trên người mặc áo tràng, tay cầm tràng hạt. Gọi bà không trả lời, đến trước mặt tỉ mỉ mà quan sát, thì biết bà đã đi rồi, đã vãng sanh rồi. Người nhà mới biết được bà đứng mà vãng sanh. Vị lão thái thái này vãng sanh đã khích lệ các bạn đồng tu ở Nam Đài Loan. Đây là kiến chứng. Người niệm Phật Đài Loan rất nhiều, đích thực từ Nam đến Bắc không có ai tự tại được giống như bà vậy. Bà biết trước nhưng không nói. Có một số người chính mình nói trước 3 tháng đã biết, biết trước 1-2 tuần thì quá nhiều. Lão sư Lý Đài Trung của chúng ta đã biết trước 2 năm. Lúc ông giảng kinh, ông nói ông chỉ giảng kinh 2 năm nữa, bộc lộ ra cái tin như vậy. Lúc đó tôi ở Đài Bắc, thính chúng nghe nói cái cách nói này, đến Đài Bắc hỏi tôi, lão sư nói như vậy là có ý gì? Tôi nói với họ, đại khái khoảng 2 năm nữa lão sư sẽ vãng sanh. Quả nhiên không sai, sau 2 năm ông chân thật ra đi. Chứng thật, ta nghe lời ông nói không sai. Đây là dự kiến, biết trước thời gian quá sớm. Ông có thể dự biết trước đến 2 năm. A-di-đà-phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.